Xin được chuyển sang niềm tin giao thông số. Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt sự cố như sai sót của kiểm soát viên không lưu, máy bay cán phải đinh hay đường băng bong chóc, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu toàn ngành hàng không có phương án chấn chỉnh. 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 41 sự cố, trong đó có một vụ tai nạn hàng không dù số lượng giảm 18% so với cùng kỳ. Sau ngày 24 tháng 6, đã xảy ra sự cố không lưu nghiêm trọng về vi phạm khoảng cách tối thiểu trong quá trình cất cánh tại sân bay nội bài. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về bảo đảm an ninh an toàn tại các sân bay. Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đơn vị quản lý lực lượng kiểm soát viên không lưu, Bộ yêu cầu nghiêm túc xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra sự cố vào ngày 24 tháng 6, tiến hành bình giảng rút kinh nghiệm không để lặp lại. Với các sự cố khác, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu sân bay tăng cường kiểm tra đường hạ cất cánh, đứng lăn để phát hiện hư hỏng, kịp thời chám vá mặt đường. Đơn vị quản lý sân bay cũng phải có biện pháp ngăn chặn vật ngoại lai xuất hiện trên đường băng.